Tiến Linh của em đã về thăm bà con tại Vĩnh Long. Thì trước tiên như thế anh chia sẻ với bà con trên cả nước là anh tên gì được không ạ? Ở đây là xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long. Dạ, vừa qua là anh trải nghiệm cũng như là anh lái cái máy quật cỏ TL662 của công ty Tiến Linh này tại vườn nhà mình như này, thì anh cho xin cái đánh giá là cái máy này nó có phù hợp với anh không, cũng như là cái tốc độ cắt nó như thế nào ạ? Vâng. Ba bốn cái máy kia, máy tài kia thì dùng ba bốn cái máy tài nữa phải mà tốn nhiều nhân công hơn. Dạ vâng. Dùng cái máy này chỉ tốn một nhân công. Vâng. Thế thì vậy là qua cái cắt tại địa hình nhà anh thực tế như này thì anh cảm thấy là cái tốc độ máy nó cắt cái cỏ như thế, xay dừ như thế thì với bà con ở đây thì nó có phù hợp không? Đúng. Cỏ thì chỉ cần cắt đứt thì thôi, còn nhân cũng nhiều đâu quan trọng gì nữa. Vâng.